Khi mạng neuron được phát minh lần đầu tiên từ nhiều thập kỷ trước, tổng lực ban đầu là một phần mềm phù hợp có thể mô phỏng cách bộ não con người hoặc cách bộ não sinh học học hỏi và mọi thứ. Và mặc dù ngày nay, mạng neuron, đôi khi còn được gọi là mạng neuron nhân tạo, đã trở nên rất khác so với cách bất kỳ ai trong chúng ta có thể nghĩ về cách bộ não thực sự hoạt động và học hỏi một số động lực sinh học vẫn còn tồn tại trong cách chúng ta nghĩ về mạng nơ ron nhân tạo hoặc mạng nơ ron máy tính ngày nay vì vậy hãy bắt đầu bằng cách xem xét cách bộ não hoạt động và điều đó liên quan như thế nào đến mạng nơ ron bộ não con người hoặc có thể tổng quát hơn bộ não sinh học thể hiện một mức độ cao hơn hoặc mức độ có khả năng cao hơn về trí thông minh so với bất cứ thứ gì khác có thể xây dựng cho đến nay và vì vậy, mạng neuron đã bắt đầu với động lực cố gắng xây dựng phần mềm để bắt chước bộ não. Công việc trong mạng neuron đã bắt đầu từ những năm 1950 và sau đó nó không còn được ưa chuộng trong một thời gian. Sau đó, vào những năm 1980 và đầu những năm 1990, chúng đã trở nên phổ biến trở lại và cho thấy sức hút to lớn trong một số ứng dụng như nhận dạng chữ số viết tay, được sử dụng ngay cả khi đó để đọc mã bưu chính để định tuyến thư và để đọc các số liệu đô la trong séc viết tay. Nhưng sau đó, nó lại được yêu thích vào cuối những năm 1990, và từ khoảng năm 2005, nó đã hồi sinh trở lại, và có lẽ cũng được đổi tên một chút với học sâu. Một trong những điều khiến tôi ngạc nhiên hồi đó là học sâu và mạng nơ có ý nghĩa rất giống nhau. Nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp vào thời điểm đó rằng thuật ngữ học sâu nghe hay hơn nhiều vì nó sâu sắc và nó đang học hỏi và vì vậy đó hóa ra là thương hiệu đã thành công trong thập kỷ qua hoặc một thập kỷ dưới qua và kể từ đó mạng Neuron đã cách mạng hóa lĩnh vực ứng dụng này sang lĩnh vực ứng dụng khác. Tôi nghĩ rằng lĩnh vực ứng dụng đầu tiên mà mạng Neuron hiện đại hoặc học sâu có tác động lớn có lẽ là nhận dạng giọng nói, nơi chúng tôi bắt đầu thấy các hệ thống nhận dạng giọng nói tốt hơn nhiều nhờ học sâu hiện đại và các tác giả như Lee Deng và Jeff Hinton là công cụ cho việc này. Và sau đó nó bắt đầu thâm nhập vào thị giác máy tính. Và đôi khi người ta vẫn nói về những khoảnh khắc ImageNet vào năm 2012 và đó có lẽ là một tiếng vang lớn hơn nơi nó sau đó đã thu hút thu hút trí tưởng tượng của họ và có tác động lớn đến thị giác máy tính. Sau đó, trong vài năm tới, nó đã xâm nhập vào văn bản hoặc vào xử lý ngôn ngữ tự nhiên và vân vân. Và bây giờ, mạng neuron được sử dụng trong mọi thứ, từ biến đổi khí hậu đến hình ảnh y tế, đến quảng cáo trực tuyến, đến đề xuất sản phẩm và thực sự rất nhiều lĩnh vực ứng dụng của học máy hiện nay sử dụng mạng neuron. Mặc dù mạng neuron ngày nay hầu như không liên quan gì đến cách bộ não học hỏi, nhưng đã có động lực ban đầu là cố gắng xây dựng phần mềm để bắt chước bộ não. Vậy bộ não hoạt động như thế nào? Đây là sơ đồ minh họa các tế bào thần kinh trong não trông như thế nào. Tất cả suy nghĩ của con người là từ các tế bào thần kinh như thế này trong não và tâm trí của bạn, từ các xung điện và đôi khi hình thành các kết nối mới với các tế bào thần kinh khác. Cho một tế bào thần kinh như thế này, nó có một số đầu vào nơi nó nhận các xung điện từ các tế bào thần kinh khác. Và sau đó tế bào thần kinh này đã khoanh tròn thực hiện một số tính toán và sau đó sẽ gửi đầu ra của nó đến các tế bào thần kinh khác thông qua các xung điện này. Và đầu ra của tế bào thần kinh phía trên này lần lượt trở thành đầu vào cho tế bào thần kinh này ở phía dưới. Và một lần nữa tổng hợp đầu vào từ nhiều tế bào thần kinh khác để sau đó có thể gửi đầu ra của chính mình đến các tế bào thần kinh khác. Và đây là những thứ mà suy nghĩ của con người được tạo ra đây là sơ đồ đơn giản hóa của một tế bào thần kinh sinh học một tế bào thần kinh bao gồm một thân tế bào được hiển thị ở đây bên trái và nếu bạn đã tham gia một lớp học về sinh học bạn có thể nhận ra đây là nhân của tế bào thần kinh và như chúng ta đã thấy trên slide trước tế bào thần kinh có các đầu vào khác nhau và trong một tế bào thần kinh sinh học các dây đầu vào được gọi là sợi nhánh và sau đó nó thỉnh thoảng gửi các xung điện đến các tế bào thần kinh khác thông qua dây đầu ra, được gọi là sợi trục. Đừng lo lắng về những thuật ngữ sinh học này. Nếu bạn thấy chúng trong một lớp học sinh học, bạn có thể nhớ chúng, nhưng bạn không thực sự cần phải ghi nhớ bất kỳ thuật ngữ nào trong số này cho mục đích xây dựng mạng nơ nhân tạo. Nhưng tế bào thần kinh sinh học này sau đó có thể gửi các xung điện trở thành đầu vào cho một tế bào thần kinh khác vì vậy mạng nơ ron nhân tạo sử dụng một mô hình toán học rất đơn giản về những gì một tế bào thần kinh sinh học làm và tôi sẽ vẽ một vòng tròn nhỏ ở đây để biểu thị một tế bào thần kinh duy nhất và những gì một tế bào thần kinh làm là nó nhận một số đầu vào một hoặc nhiều đầu vào chỉ là các con số và nó thực hiện một số tính toán và nó xuất ra một số khác sau đó có thể là đầu vào cho một tế bào thần kinh thứ hai được hiển thị ở đây bên phải khi bạn đang xây dựng một mạng nơ ron nhân tạo hoặc một thuật toán học sâu thay vì xây dựng từng tế bào thần kinh một bạn thường muốn mô phỏng đồng thời nhiều tế bào thần kinh như vậy và vì vậy khi trong sơ đồ này tôi đang vẽ ba tế bào thần kinh và những gì các tế bào thần kinh này làm chung là nhập một vài con số thực hiện một số tính toán và xuất ra một số con số khác Bây giờ, tại thời điểm này, tôi muốn đưa ra một lưu ý lớn, đó là mặc dù tôi đã tạo ra một sự tương đồng lỏng lèo giữa các tế bào thần kinh sinh học và tế bào thần kinh nhân tạo, tôi nghĩ rằng ngày nay chúng ta hầu như không biết bộ não con người hoạt động như thế nào. Trên thực tế, cứ vài năm, các nhà thần kinh học lại tạo ra một số đột phá cơ bản về cách thức hoạt động của bộ não, và tôi nghĩ chúng ta sẽ tiếp tục làm như vậy trong tương lai gần và đối với tôi đó là một dấu hiệu cho thấy có nhiều đột phá vẫn chưa được khám phá về cách bộ não thực sự hoạt động và do đó những nỗ lực bắt trước một cách mù quáng những gì chúng ta biết về bộ não con người ngày nay mà thẳng thắn là rất ít có lẽ sẽ không đưa chúng ta đi xa đến mức xây dựng trí thông minh thực sự chắc chắn không phải với trình độ kiến thức hiện tại của chúng ta về khoa học thần kinh nó như vậy ngay cả với những mô hình cực kỳ đơn giản hóa của một tế bào thần kinh mà chúng ta sẽ nói đến sẽ có thể xây dựng các thuật toán học sâu thực sự mạnh mẽ. Và vì vậy, khi bạn đi sâu hơn vào mạng nơ và học sâu, mặc dù nguồn gốc có động cơ sinh học, nhưng đừng quá coi trọng động cơ sinh học. Trên thực tế, những người trong chúng ta nghiên cứu và học sâu đã chuyển hướng khỏi việc xem xét động lực sinh học nhiều như vậy, mà thay vào đó chỉ sử dụng các nguyên tắc kỹ thuật để tìm ra cách xây dựng các thuật toán hiệu quả hơn. Nhưng tôi nghĩ rằng thỉnh thoảng suy đoán và suy nghĩ về cách thức hoạt động của các tế bào thần kinh sinh học vẫn có thể rất thú vị. Các ý tưởng về mạng neuron đã có từ nhiều thập kỷ. Vì vậy, một vài người đã hỏi tôi, "Này Andrew, tại sao lại là bây giờ? Tại sao chỉ trong vài năm gần đây mạng neuron mới thực sự cất cánh?" Đây là một bức tranh tôi vẽ cho họ khi tôi được hỏi câu hỏi đó và có lẽ bạn cũng có thể vẽ cho người khác nếu họ hỏi bạn câu hỏi đó hãy để tôi vẽ trên trục hoành lượng dữ liệu bạn có cho một vấn đề và trên trục tung hiệu suất hoặc độ chính xác của một thuật toán học được áp dụng cho vấn đề đó trong vài thập kỷ qua với sự phát triển của internet sự phát triển của điện thoại di động số hóa xã hội của chúng ta lượng dữ liệu chúng ta có cho rất nhiều ứng dụng đã liên tục tăng lên rất nhiều hồ sơ từng được lưu trên giấy chẳng hạn như nếu bạn đặt hàng một cái gì đó thay vì nó được viết trên một mảnh giấy thì nó có nhiều khả năng là một bản ghi kỹ thuật số hơn hồ sơ sức khỏe của bạn nếu bạn đi khám bác sĩ bây giờ nó có nhiều khả năng là kỹ thuật số hơn so với trên các mảnh giấy và vì vậy trong nhiều lĩnh vực ứng dụng lượng dữ liệu kỹ thuật số đã bùng nổ và những gì chúng ta đã thấy là với các thuật toán học máy truyền thống chẳng hạn như hồi quy logistic và hồi quy tuyến tính ngay cả khi bạn cung cấp cho các thuật toán đó nhiều dữ liệu hơn rất khó để hiệu suất tiếp tục tăng lên Vì vậy như thể các thuật toán học truyền thống như hồi quy tuyến tính và hồi quy logistic Chúng không thể mở rộng quy mô với lượng dữ liệu mà chúng ta có thể cung cấp cho nó và chúng không thể tận dụng hiệu quả tất cả dữ liệu này mà chúng ta có cho các ứng dụng khác nhau. Và những gì các nhà nghiên cứu AI bắt đầu quan sát thấy là nếu bạn huấn luyện một mạng neuron nhỏ trên tập dữ liệu này thì hiệu suất có thể trông như thế này. Và nếu bạn huấn luyện một mạng neuron cỡ trung bình, nghĩa là một mạng có nhiều tế bào thần kinh hơn trong đó, hiệu suất này có thể trông như thế và nếu bạn huấn luyện một mạng nơ rất lớn nghĩa là một mạng có rất nhiều tế bào thần kinh nhân tạo này thì đối với một số ứng dụng hiệu suất sẽ tiếp tục tăng lên và điều này có nghĩa là hai điều điều đó có nghĩa là đối với một số loại ứng dụng nhất định mà bạn có rất nhiều dữ liệu đôi khi bạn nghe thấy thuật ngữ dữ liệu lớn xung quanh nếu bạn có thể huấn luyện một mạng nơ ron rất lớn để tận dụng lượng dữ liệu khổng lồ đó mà bạn có thì bạn có thể đạt được hiệu suất đối với bất kỳ thứ gì từ nhận dạng giọng đến nhận dạng hình ảnh đến các ứng dụng xử lý ngôn ngữ quốc gia và nhiều ứng dụng khác mà các thế hệ thuật toán học trước đó không thể thực hiện được và điều này đã khiến các thuật toán học sâu cất cánh và đây cũng là lý do tại sao các quy trình máy tính nhanh hơn bao gồm cả sự phát triển của dpu hoặc bộ xử lý đồ họa đây là phần cứng ban đầu được thiết kế để tạo ra đồ họa máy tính đẹp mắt nhưng hóa ra lại thực sự mạnh mẽ cho học sâu. Đó cũng là một động lực chính trong việc cho phép các thuật toán học sâu trở thành như ngày nay. Đó là cách mạng Nơ bắt đầu, cũng như lý do tại sao chúng phát triển nhanh chóng trong vài năm qua. Bây giờ chúng ta hãy đi sâu hơn vào chi tiết về cách thức hoạt động của mạng Nơ Vui lòng chuyển sang video tiếp theo.